Dạ chú mới rảnh tay thì bây giờ chú mở chú giới thiệu cho cả nhà ha, những cái món ngày hôm nay. Cà ri à, bún thái, bột thái, hủ tiếu. Cái này giống nước trong một trong bên kia không chú? Hai nồi. Hai nồi. Trong vô. Dạ. Ngày dịch tiềm. Mình dịch tiềm đây à. Có nấm mèo á, dạ, có thích có tỉ tự và dạ. Táo đen. Vâng. Táo tàu hả chú hả? Táo tàu. Vâng. Bún Huế nè. Bún Huế. Trong nhìn bún Huế bò không rất là hấp dẫn chú ha. Con thấy là cái topping bên trong này giống của bên cà ri không chú? Không, cũng khác. Là cái bò kho nó khác hơn á, nó màu đỏ. Dạ. Bún này nó màu vàng. Chú đạo lên cái màu vàng nè. Wow. Rồi một nồi hành thánh chiên luôn. Trời, nồi này giờ anh tối cho hết sạch chú ha. Không. Lát làm mấy nồi. Lát làm mấy nồi nữa. Ba nồi. Ba nồi hành thánh chiên. Dạ Dương xin mến chào quý vị khán giả và các bạn. Chúc cả nhà có một ngày mới thật nhiều niềm vui và tràn đầy năng lượng. Hiện tại bây giờ đang là khoảng cỡ hơn 8 giờ sáng. Sài Gòn hôm nay rất là nóng nực luôn. Dạ hôm nay thì tiếp tục hành trình chia sẻ đến cả nhà những địa điểm chay ở Sài Gòn. Hôm nay em sẽ quay trở lại với quán chay của chú Quang nằm trên con đường Lãnh Bình Thăng. Cụ thể là xe đồ chay của chú sẽ nằm ngay con hẻm số 52 đường Lãnh Bình Thăng, phường 13, quận 11. Dạ lần trước thì em cũng đã ghé quay quán chay của chú rồi. Và lúc đó em sẽ thưởng thức cái món là mì hoành thánh chay đó. Thì được quý vị khán giả đón nhận rất là nhiều. Dạ hôm nay là ngày 1 tháng 7, bắt đầu tháng Vu Lan. Thì vào ngày chay thì chú sẽ bán thêm những cái món như là cà ri chay, rồi bì cuốn, gỏi cuốn. Đó thì hôm nay em sẽ quay trở lại để gửi đến cả nhà những cái món mới trong menu của chú chỉ bán vào những ngày chay thôi. Và cả nhà chuẩn bị đón xem những cái món ăn mới lạ của chú nha. Những món mà chú làm của người Hoa nó thực sự rất là ngon luôn. Rồi bây giờ em bước vào trong nha cả nhà. Dạ đây là mình làm tô gì vậy chú Quang? Này mì nước lèo. Dạ mì nước lèo hả chú? Sơ sùng sục luôn đó. Trong này có những gì chú? Hem đúng không chú? Hem, chả lụa. Dạ. Chả chiên. Hoành thánh và hủ tiếu. Hoành thánh. Hôm nay là con mới thấy cái nồi này nè. Gà dầm mới xài này. Vâng. Hôm nay đã bắt đầu là vô ngày lễ Vu Lan chú ha. Cái này chưa? Cái này núm đông con. Dạ, núm đông con. Thôi mấy cái lần. Nước lèo là nước lèo cong mà chú. Nước lèo châm á. Nước lèo châm. Nè lên. Để cho miếng nấm dơm vô liền. Cái này là nấm dơm. Cái này là cho thêm mà chú hay là tô nó có về chú? Người ta đòi. Dạ. Cho thêm. Trời ơi sao mình nhìn bốn cái khay nước lèo của chú hấp dẫn quá. Tí nữa thì nhờ chú chia sẻ giới thiệu sau nha cả nhà. Này chú đang ngày hôm nay là ngày mùng 1 á nên hơi bận. Dạ cà ri, bún cà ri. Thầy thấy bà luôn á không? Dạ đến chắc ngày mai mới có cô. Ngày mai là đến chỗ nào? Dạ YouTube cô ạ. YouTube ạ. Dạ. Đấy cả lên ổ lên đâu rồi. Cà ri này lên. Không có lấy qua làng. Cà ri. Đó, hôm nay Dương qua để thưởng thức cái món này. Là món này chỉ có ngày rằm mới có đúng không chị? Ngày rằm mới. Dạ. Hôm nay qua thưởng thức món này đây. Đó, đây là cà ri. Chú làm liên tục 3 bốn tô luôn. Vô làm là vô vậy hả chú ha? Tối á, tối quay à. Vậy hả? Tối là đông lắm. Vâng. Quay thấy hả? Tối nó không nấu gì hết liền. Không, chị ăn cái gì? Dạ, chị ăn cái gì? Cái này nước lèo quá, Dương. Dạ. Là cái tô vừa rồi con quay đúng không chú? Tô ngoài tây đúng cái không? Cái đó là mì, còn cái này hủ tiếu. Này hủ tiếu nước lèo. Chị bỏ đi.
Dạ bún Huế. Rồi nước lèo trong. Rồi cả nhà coi ha. Hôm nay thì có đó là có vài cô chú trong nhà phụ chú bán, tại vì hôm nay là ngày 1 á nên khách hàng anh chị rất là đông. Dạ hôm nay thì chú bán từ mấy giờ vậy chú Quang? 6 giờ. 6 giờ sáng cho đến bao nhiêu mấy giờ tối? 10 giờ tối. Dạ 10 giờ tối luôn. Và dầm á. Dạ chú nói là tối rất là đông luôn á. Và hôm nay bắt đầu là tháng Vu Lan rồi cả nhà, nên khách hàng anh chay rất là đông luôn, xe anh trong cả tháng luôn á. Đó. Đó cà ri ha. Dạ chú mới rảnh tay thì bây giờ chú mở chú giới thiệu cho cả nhà ha những cái món ngày hôm nay. Cà ri. Cà ri à. Bún thái, bột thái, hủ tiếu, hủ tiếu. Cái này giống nước trong trong bên kia không chú? Hai nồi. À hai nồi. Trong vô. Dạ. Này dịch tiềm. Ồ, mà dịch tiềm đây ạ. À. Có nấm mèo á. Dạ, có thịt co, thịt tự dạ. Táo đen. Vâng. Táo tàu hả chú hả? Ờ, táo tàu. Vâng. Này bún Huế nè. Ờ, bún Huế. Ồ, trong nhìn bún Huế bò kho rất là hấp dẫn chú ha. Còn thấy là cái topping bên trong này giống của bên cà ri không chú? Không, cũng khác. Là cái bò kho nó khác hơn á, nó màu đỏ. Dạ. Bún này nó màu vàng. À, chú đạo lên nó màu vàng nè. Không đây có măng. Sáu vào. Huế với Thái. Huế với Thái. Phép à, đạo ha. Đó, coi cho cả nhà coi nè. Đó. Rồi, đây chính là cho cô làm. Và hôm nay chú nói là ngày rằm ngày chay á cũng có thêm bì cuốn nữa. Đây qua đây quay bì cuốn nha. Dạ, đây bì cuốn. Bao nhiêu tiền một cuốn vậy chú Quang? 8.000 á. 8.000 dạ. Hai cuốn 15. À hai cuốn 15 ha. Đó. Rất là to luôn ha. Bì cuốn ăn chung với nước mắm nè, đậu phộng, đồ chua. Hai tô Huế, một tô cà ri. Một tô Huế. Miếng tẩy sen. Cái Huế đó miệng tẩy chén. Muốn Huế không sao nhỉ. Không có đem nhà. Ừ sáng giờ đó, ai biết bà. Bà chế kia kìa. Con thấy mấy tô hình khác nhau là mỗi loại bún này dịch tiềm à rồi. Dạ còn mấy tô này giống nhau hết dạ. Con thấy khách hàng kêu cà ri nhiều nhất chú ha. Bún cà ri tại vì ngày chay mới có thôi. Chả lụa hả chú? Này chả lụa. Dạ. Chả lụa lá. Nó giống bà tê vậy đó. Vâng à. Nó xô. Này là dịch nè. Một thông dịch tê mà chụp. Dạ. Thôi chú kêu là đẹp. À. Chú kêu là ngày chay là phải bán mấy con đó. 10 con. Dạ. Ngày dịch.
10 con. Dạ. Trời ơi. Con vịt quay cha. Dạ. Con này tàu kỳ miếng. Dạ. À. Ai dâm thì bán nhiều hơn vịt. Vâng. Tình. Rảnh rảnh là chú bắt đầu cắt đồ ra ha, còn khách vô là chú làm lưỡi lệ không ăn ngơi tay luôn á. Chú ơi, giá từng tô là bao nhiêu nhà con quen rồi chú? À, à giảm nha, những cái tô 30 cả đi 30. Dạ. Tìm đồng giá 30 hết, còn bị vịt tìm là 35 thôi, còn bị uống là 15.000 hai cái. Dạ, cũng dễ tính chú ha. Ngày mai chiều á có lợi á, có bò lá nước. À vậy hả chú? Ngày mai tại ngày dầm lớn á. À vâng. Ủa ngày mai là mùng 2 mà chú? Mùng 2 mà tháng 7. Dạ à. Bán bò lá lốt cuốn bánh hỏi. Ồ. 4 giờ chiều. 4 giờ chiều ngon quá, là cái giờ bình thường chú hay bán mà không phải ngày chay đó. Quá. Wow. Rồi một nồi hành thánh chiên luôn. Trời nồi này giờ anh tối cho là hết sạch chú ha. Không. Lát làm mấy nồi. À, lát làm mấy nồi nữa. À, ba nồi. Ồ, ba nồi hành thánh chiên. Ôi hấp dẫn quá luôn. Đây mì tiềm, hai vịt tiềm. Còn bên kia là chú bỏ thêm cải thảo vào trong cái nồi nước lèo này. Vắng khách tí là chú ngồi chú quấn bì cuốn á. Ngồi quấn một cái bánh tráng lớn vậy luôn hả chú? Ờ, một miếng một cái. Dạ. Khách hàng quen hơn chú ha. Mỗi. Dạ. Cứ dầm nào cũng lợi. Vâng. Mấy chú này bán cà ri. Dạ. Tí con phải ăn cà ri luôn chứ nhìn ngon quá mà. Ăn thử cà ri. Con hẹn này con thấy con đi buổi chiều buổi sáng cũng mát lên chú ha. Nó có bị nắng không chú? Có. Buổi trưa hả chú? À dạ. À dạ. Chú có nói rồi. À cho con là trong nhà cô có bán. Dạ cô bán là cô. À cô là vợ của chú. Dạ. Chào kính chào cô. Cô dạ. Của nhà. Ồ vậy hả? Anh gì anh ấy nhìn giống cô. Giống nha anh. Dạ. Tí nữa cô về cô lại bán nữa hả cô? Dạ. Hôm nay là mình làm mấy món cô? Năm món. Dạ, bán xong một thời gian bán chứ 1-2 tiếng đồng hồ này mình ra đây mình bán tiếp. Dạ. Mỗi món ngày đó đó. Vâng. Bán ít thôi, không có cần bán đồ ăn nhiều. Nhiều quá mình để ngày mai mà có năm. Ờ dạ, bình dân cô ha. Đó, 25.000 phần đó cô. Dạ, giá nào cũng bán hết. Tí nữa mà xong sớm chạy qua nhà anh chơi coi hôm nay bà anh bán làm sao. Dạ.
Bán thêm bánh giò, bánh tiêu, bánh bao nữa. Bữa nay chồng nó muốn chạy xe qua phụ con nha. Dạ. Nay vợ chồng bán. Chồng chạy xe á, xe chỗ. À vâng ạ. Cái bì này nhà mình cũng tự làm đúng không chú? Tự làm. Dạ. Củ sắn. Bún tàu. Củ sắn bún tàu. Chả chiên lắm. Dạ, có thính không chú? Có luôn. Vâng. Cái này nè. Đây đó, chú chia sẻ luôn. Wow. Hấp dẫn. Dạ. Chú cuốn nha. Nhanh lia lia luôn. Hấp dài được chừng này. Ồ, hay quá. Bình thường thì con thấy những người khác là cứ chả cái mấy người ta cuốn, còn chú là cứ bỏ một miếng tráng lên một cái khay. Hết cái khay này là bỏ ở dưới mà lấy cái cuốn kia mà lên khay. Dạ. Nó mới đi về rồi. Bún quế. Mình quấn cái em trên là cái bên dưới nó vừa mềm là vừa luôn chú ha. Đúng rồi, nó ba cái khay. Dạ. Bánh trung thu chay hả chú? Chay mặn làm luôn. Tháng 8 này nè. Dạ. Bắt đầu mùng 2 bắt đầu làm. Sắp làm chưa chú? Sắp làm rồi, làm bán chay nè. Dạ. Bánh trung thu chay. Tự mình làm. Bữa sau con quay xin phép con quay chú làm bánh trung thu nha. Dạ. Kêu Tố Nhan gọi cho. Vâng ạ. Quên tay. Chờ thấy chú Quang còn làm còn lẹ dữ nữa. Chú làm là xẹt luôn á. Có 2 tô vậy? 2 tô luôn, mình dám ở nhà 2 ơi. Đúng giờ là cô bán trước á. Dạ. Không đi làm á, sau này. À. Không về bán. Thế là cô bán đồ chay cũng lâu rồi cô ha. 20 tuổi bán bây giờ. 20 tuổi bây giờ. Chú ra chị đồng cưới. Dạ. Rồi bán từ bún xào cho đến sau đó chị mới bán món này. Dạ, xong bây giờ là coi là bánh cơm ở nhà. Dạ. Đầu tiên là bán hủ tiếu. Nhưng mà con đi qua nhiều quán hoa mà chưa khi nào con ấn tượng là cái nhà cô chú có cái khay này nè, 6 khay nè. Chú phải đặt riêng đúng không cô? Đúng rồi, đặt riêng. Đó. Chưa khi nào thấy vậy. Hai nồi ba nồi rồi trời. Dạ. Ồ nhìn cái này hay quá, có nhiều người nào người ta học theo không trời. Vâng. Rồi cái này thì cứ một cái kia đậy lên cái là xong. Dạ. Bây giờ có cái này khỏe rồi, 6 nồi cứ thế mà mình đậy ra thôi, 6 loại nước lèo. Giờ tân tiến mới mà. Dạ. Vâng, giờ thì mướn người hơi cực quá ha. Đúng rồi con. Dạ. Có một tô
cà ri là có hoành thánh chiên nè, chả lụa, đậu hũ hem, tàu hũ kỳ hem, hoành thánh lá, lộn, tàu hũ kỳ lá. Đó, đầy đủ hết luôn. Ồ, nấm đồng cô nữa. Ở đây coi nồi nước ha. Đó, một tô như vậy chỉ 30 nghìn thôi đúng không cô? Đúng rồi. Rồi, có bay dòng bè con ạ. À, dạ mến thưa cả nhà, thì bây giờ thì em sẽ thưởng thức tô bún cà ri chay của quán chú Quang ha. Đó, một tô rất là quá là to luôn, topping thì rất là đầy đủ luôn. Hồi nãy em cũng đã quay rồi, trong này bao gồm có nấm đông cô nè, nấm rơm nè, hem nè, chả lụa nè, rồi hoành thánh chiên. Đó, hoành thánh chiên rồi tàu ngũ kỳ lá, rất là nhiều topping luôn. Trong đó là cái nước lèo nhìn rất là đậm đà luôn. Trong này có cả khoai nữa cả nhà. Rồi em sẽ thử nước lèo ha. Đây chả đây, nãy là thấy có hai viên hoành thánh chiên, tại vì nhiều quá rồi nên chắc là nó lẫn bên dưới rồi ha. Đó, một tô như vậy 30 nghìn. Thực sự là em trước giờ chưa ăn được cái tô bún cà ri nào mà to như thế này luôn á. Đây cả nhà ơi, rồi em sẽ thưởng thức nha. Dạ em mời cả nhà ăn sáng ạ. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 7, cả nhà nhớ ăn chay ha. Sao nhỉ? Ồ, em thấy có cái mùi đậu phộng trong này, không biết là chú có xay đậu phộng này hay không. Không đến nỗi là ngọt lắm đâu mọi người. Tô to quá. Chấm với muối ớt, sa tế ớt á. Ngày thường thì chú sẽ mở từ 4 giờ chiều cho đến 10 giờ tối, còn ngày tầm chú sẽ mở từ 6 giờ sáng xuyên suốt cho đến 10 giờ tối luôn. Cả nhà có xem cái video mà em quay về món mì sủi cảo ở quán chú á, thì em sẽ để bên dưới mô tả và bình luận nhé, cả nhà có thể xem lại. Miếng mì sủi cảo thì không thể bán vào cái ngày chay được, tại vì đông quá chú làm không được á. Đây là viên hoành thánh chiên ha. Cái này phải chấm vô trong cái hạt bột nêm nè, nó ngon.
em thích ăn nó nhạt nhạt như vậy nè. Mình có thể chan thêm một vài nước tương, xì dầu hoặc là do em bắt thêm chanh nữa. Chứ nhiều khi mà nước cốt dừa nhiều quá, ngọt quá thì ăn thì cũng hơi kiểu khó chịu. Nhạt thì mình có thể chấm thêm thoải mái nha. Khoai mềm dẻo kìa.